Em lại chào bác nhá. Hôm nay là ngày 13 tháng 6. Hôm nay em lên cái video là chủ đề là làm sao chăm cho những cái cây nó được mập và đẹp. Đấy, cái chủ đề này nó không mới, nhưng mà năm nào em cũng nhận được cái câu hỏi như vậy. Và không sớm thì muộn cũng vẫn cứ là nhận được câu hỏi khá là nhiều. Đây là bông hồng bồng lai này mọi người này. Bông rất là phê. Cây nhà em năm ngoái nuôi bị nhiễm khuẩn nhỏ. Cái này mới đi hội về mà lỡ, ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi. Nhưng mà các bác bây giờ là buổi chiều nhá. Bây giờ đang tầm là 5 giờ chiều rồi. Đây em cho mọi người xem. 5 giờ chiều rồi. 5 giờ 28 phút. 5 giờ chiều còn rất là bay. Đấy. Còn bông này bay 24 giờ hay không thì năm nay em mới được ngắm thôi, ngắm trực tiếp ở dàn nhà mình ấy, nên là em cũng chưa biết là nó có bay 24 giờ hay không. Nhưng mà bông thì rất là đẹp mọi người ạ. Đây là ngày thứ 3. Cái bông này thì nở trước này. Bông này hôm giờ lên hội em quay này. Đấy, bông này thì nở sau này. Phơi lắm. Hai bông này nở trước vẫn rất là bay. Còn đây là hồng á hậu này, đây đi hội về này. Đấy, trước bị rơi còn đây này, tung hết cả giá thể ra nhưng mà cây vẫn cứ đẹp. Rồi quay trở lại cái chủ đề là chăm làm sao để cho cây nó mập. Thì cái chủ đề này nó không mới mọi người nhá. Thì em đã chia sẻ ở rất là nhiều các cái video cho các bác về cái chủ đề là chăm làm sao cho nó cây nó mập. Các cụ có câu là nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Đấy, đầu tiên là mình phải là chăm cho cái cây làm sao nó đủ nước. Các bác hầu như là chăm cây là tưới cây là chỉ sợ nó thối thôi, nên là tưới gần như là giả vờ, tưới gọi nó ướt ướt cho nó xong. Thực ra là cái đấy là một cái rất là sai. Cái cây này em đã làm video trên kênh CEO ông Lam và rất là nhiều livestream em có quay cho các bác xem rồi. Ở bên dưới là một cục rêu rất là to. Sau đó là em bỏ một ít cây vỏ thông size nhỏ lên trên. Đấy. Trồng toàn bộ bằng vỏ thông size nhỏ thôi. Thì cái cách này em cũng đã hướng dẫn mọi người cách là chăm làm sao. À quên, là chăm cây cho những người mới tập chơi. Và những bác mà chăm lan là không có thời gian. Thì các bác nhìn ở đây này, em bóp nước chảy dầu ra rào. Đấy, một cục rêu rất là to. Nên vậy sao mà em chăm nhiều rêu như vậy mà nước chảy lênh láng như vậy mà cây không có chết đâu, có thối đâu. Đấy là cái điều đầu tiên, là các bác chăm cây chỉ sợ là cây nó thối, sau đó là tưới nước giả vờ. Điều đầu tiên mà các bác muốn chăm được cho cái cây nó mập, đó là nguồn nước. Nước của mình phải tưới làm sao, không tưới thì thôi, đã tưới là phải tưới thật là đẫm. Đấy, tưới tràn trề, tưới cho cây nó ăn no nước, đủ nước. Giá thể mình phải là ngậm đủ nước thì cái cây của các bác nó mới mập được. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là các bác chăm cây không phải là mình sợ nó thối, sau đó là che hết bốn xung quanh dàn lại. Đây các bác nhìn dàn ăn của em này, em có che lưới đâu, em có che lưới đâu. Đấy, không có một tí lưới nào. Em có ba mặt thoáng, chỉ có mặt bên này là che lưới này, mặt bên này là hướng tây này, mặt hai là cái nhà cao tầng nó cũng che đi một phần rồi. Em phải che lưới vào để hạn chế cái việc là mình tưới nước sang nhà hàng xóm. Thế này em mới che vào, chứ còn nếu như mà để bình thường là em khả năng em còn không có che đâu. Điều thứ hai đó là tiểu khí hậu, môi trường, ánh sáng và độ ẩm là cái điều rất là quan trọng để cho các bác chăm cây. Mọi người để ý ở đây một cái cây em để chỗ này. Đây. Cái chậu này để chỗ này. Em live stream thì chắc chắn là các bác nhìn thấy em live stream em cầm ra rất là nhiều. Em không rảnh rỗi hơi mà lại cứ mỗi lần live stream đang để ở dưới gầm này, xong rồi tối đến lại cầm lên đây để. Này em không có cái việc rảnh hơi như thế, không có thời gian rỗi hơi mà làm cái việc như vậy. Để cho mấy cái ông mà mõm nhôm ấy, mấy ông gọi là chuyên về chỉ trích ấy là vào. Thì mọi người để ý ở đây em có một cái cây nó xấu này, nhưng mà nó lên cái mầm gốc này. Đến đây nó đã to ú ra rồi. Đó là ánh sáng nhá, nguồn nước, ánh sáng, môi trường, độ ẩm.
các bác chăm cây mà không đủ nắng thì không bao giờ là các bác có thể là chăm được cho mình một cái cây nó đẹp cả. Không có cửa đẹp. Mọi người có thể để ý luôn những cái cây kiếm vị hoàng của em này, em tách mầm ra này, tách một cây chậu ra, sau đó là em trồng ở đây cũng để nó như này đấy, để chỗ mà nó nhiều sáng nhất. Thì cái lá cây nó đâu có nhỏ, nó to như lá xanh Huế bình thường này, mà lá cây đâu có dài đấy, mọi người nhìn nó có dài đâu, cái củ này nó dài đâu. Nhất nước nhị phân tam cần tứ giống thứ ba thứ tư là ánh sáng và độ ẩm. Đây mọi người nhìn cái những cái lá này ấy, nó có dài đâu, có dài đâu, có dài đâu, có dài thon như các bác chăm đâu. Đấy là điều quan trọng nhất là các bác phải để ý cho mình là cây là phải được ăn nắng, và không được ăn nắng thì cái cây của các bác ấy, nó cứ dài thon ra, nó không thể mập béo ngay từ phút ban đầu được. Đây mọi người để ý những cái kỳ ươm tự nhiên của em này, nó mập từ lúc ban đầu luôn. Mọi người các bác vẫn nghe cái câu là kỳ ở trên thân thì củ nó mới to, còn kỳ mà ươm tự nhiên thì củ rất bé. Cái điều đấy hoàn toàn sai lầm, tại vì các bác ngày xưa làm nuôi cây là lúc nào cũng phải cho nó vào chỗ mát, chỉ sợ rằng là cây nó bị cháy nắng rồi nó bị thế lọ thế kia thì nó hỏng cái cây. Thì các bác có để ý ở đây cái củ kỳ của em nó rất là to như thế này, nó gần bằng cái thân mẹ này, thì nó có thua kém gì một cái kỳ ở trên thân đâu, cái kỳ kích ở trên thân đâu. Còn kỳ mà trên thân mà gọi là lên tự nhiên thì củ nếu như mà nuôi trong bóng ấy, lồng mát ấy, thì cũng không thể nào là cái củ kỳ to như này được. Đấy, điều quan trọng là cái cây của các bác phải được ăn nắng, và không được ăn nắng ấy thì không có cửa để cây của các bác mà nó lên to được ngay từ ban đầu được. Đây mọi người nhìn cái củ kỳ ươm tự nhiên của em nó to tướng như này, cây nào cũng như cây nào thôi. Thì em nói có sách mách có chứng, tây cây nào cũng cây nào luôn, mà càng ngày nó càng to lên, từ giờ đến cuối năm nó còn to nữa lên. Cái củ này nó không thể thoát được là nó sẽ không to lên. Đây mọi người nhìn chưa, nó bằng cái thân mẹ rồi gì nữa. Đấy là những cái dẫn chứng rất là cụ thể, và nó nằm luôn ở trên cái giàn ăn nhà em. Rồi bây giờ nói như vậy thì nhiều ông sẽ bảo là ơi mày nói lên chuyên thế lọ thế kia. Thì ở đây một cái chậu lan đây, em sẽ lấy một cái chậu lan, em lấy một chậu này đi, chậu này nhá. Đây chậu này nhiều thân thì các bác bảo ơi nó nhiều thân thì đến thì so với cái chậu kia thì nó không tương xứng. Chậu này hai thân này, bây giờ mình sẽ sang mang ra cho so sánh với một cái chậu nhiều thân ở bên dưới này. Đấy, để cho các bác dễ hình dung, so sánh với một chậu nhiều thân nhá. À cũng chỉ có hai thân nhé, nhưng mà cái này chỉ là kỳ năm 2 thôi. Nhưng mà các bác để ý là một cái cây nằm bờ rào này. Đây, em treo cùng một móc đi, cùng móc để mọi người cùng so sánh này. Đây, cái thằng này nó dài thon ra, chứ thằng này nó lại ngắn, nó mập rụt lại. Cái này không xác thực lắm luôn. Cho sang bên này đi. Đây để em nhấc một cái cây nữa, cái cây ở bên trên này, ở bờ rào này ra đi. Đây, cái này sẽ xác thực hơn, tại vì nó nằm ngoài bờ rào mà nó nhiều thân hơn thì nó sẽ xác thực hơn. Nhiều thân hơn thì nó ăn nhiều, tốn hơn nhiều hơn mà. Đây, mọi người nhìn nhá. Nó mập ngay từ phút ban đầu, cái này bị cháy nắng này. Đây, cháy nắng sau đó là nó sẽ như này. Đấy, mọi người nhìn chưa, nó cháy nắng này. Nó mập ngay từ ban đầu, thân nó vàng ươm. Nhưng cái ông này thì sao? Nó chưa có mập, thân nó dài thòn, nó đuổi nắng. Nó cứ phải vươn ra nó tìm nắng thì nó sẽ dài hơn, và nó không thể mập bằng những cái thằng mà nó ăn nắng ngay từ ban đầu này. Mặc dù nó lớn chậm hơn, nhưng mà nó sẽ mập hơn và nó khỏe hơn và nó chắc hơn. Đấy, đây là lý do tại sao em không có che lưới. Mọi người nhìn, có che lưới đâu. Đấy là cái những cái mà dẫn chứng mà em cụ thể nhất để cho các bác dễ hình dung. Điều quan trọng để cho các bác muốn chăm được cho mình một cái cây nó khỏe, đẹp, chắc thân từ ngay từ phút ban đầu, đó là các bác phải cho cái giàn lan của mình nó thoáng. Nó thoáng ấy thì cái cây của mình ấy, nó sẽ mập hơn. Đây, mọi người nhìn trong này nó không có lắng, cây có mập đâu, nó cứ dài thòn ra như này. Nó thoáng thì cây của mình nó sẽ mập và nó khỏe hơn và nó chắc hơn. Đó là điều đương nhiên này.
và cái tỷ lệ thối của mình ấy nó sẽ thấp đi. Thối thì mình chăm lan ấy thì không tránh khỏi được đâu, nhưng mà cái tỷ lệ thối nó sẽ thấp đi. Và nguồn nước, các bác tưới nước ấy thì phải tưới thật là đẫm, không tưới thì thôi, đã tưới là phải tưới đẫm. Tưới đẫm. Cái thứ ba là phân bón, nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống, phân bón là phải tưới đều, đã tưới là phải đều. Ví dụ các bác quy định là một tuần mình tưới cho cây lan một lần, về phân bón thì các bác cứ một tuần tưới cho nó một lần, thì cái cây của mình ấy nó sẽ hấp thu, nó như kiểu là ở trong quân đội ấy, nó sẽ hấp thu nhiều hơn. Đây mọi người nhìn những cái kỳ em để bờ rào ấy, nó khỏe, nó đẹp như này. Kỳ năm nhất nó bé tẹo đấy, bây giờ nó ra nó khỏe đẹp như thế này, nó vừng vững lừng lững lững như này đấy. Đây là những cái ví dụ mà em đưa cho mọi người xem nó ở ngoài bờ rào tại sao nó lại khỏe, nó to như vậy, để cho mọi người tránh trường hợp các bác bảo là cứ phải che lưới. Đấy, cái chậu thì nó bé lắm, chậu bé lắm, nhưng mấy kỳ cứ lên này. Mà em còn chả có phân bón gì đâu, để từ năm ngoái em này em chưa có bón phân, tại những cái kỳ đa kẻ em không muốn bón phân. Đấy, nó khỏe như này mà cái này chỉ ăn có mũi nha ram không thôi, ăn ké đấy, không phải là được gọi là chăm bón cụ thể như những cái bọn này đâu. Đây là nó được ăn ké thôi. Nên là em tưới cái bọn bên trên này thì nó rớt rơi xuống thì nó chỉ được ăn ké thôi. Đầu tiên là các bác phải để ý đến cái việc là tưới nước, là phải tưới làm sao nó đầy đủ. Không tưới thì thôi, 2-3 ngày các bác tưới một lần cũng được, nhưng mà mỗi lần tưới là phải tưới thật là đẫm. Cái thứ hai là ánh sáng ở trong giàn lan của mình phải đạt cái tiêu chí là cao nhất có thể. Các bác chỉ cần che lưới ở bên trên, còn đâu là bốn xung quanh này, mọi người có thể là không dùng đến lưới. Mọi người nhìn chưa, em không có dùng lưới để che bớt đi ánh sáng. Và gió là phải được lưu thông suốt ngày. Mình không che như vậy thì gió nó mới lưu thông được chứ. Các bác để nhìn ở đây này, ở đây này, trong này nó không sáng nhá. Bọn này nó che hết một hàng này, xong bên đèn này bên trên nó che này, thì các bác nhìn những cái kỳ ở đây này so với những cái kỳ này nó một trời một vực. Ông này lá dài dài thòn rớt đành đạch như ông này này. Đây cái này so với cái này thì nó hơi khác nhau, nhưng mà so với cái này đi này, các bác nhìn cái thằng này lớn đâu, nó chắc đến đấy, thằng này lớn dài đến đấy. Cái điều quan trọng là ánh sáng là rất là quan trọng. Nên là mọi người chăm lan ấy thì lưu ý đến cái việc là phải cho cây ăn đủ nắng và đủ gió thì cây của các bác mới to, mới mập, mới khỏe được. Đây mọi người nhìn luôn cái kỳ ở đây của em này, nó ở ngoài bờ rào này. Đấy mọi người nhìn cái bộ rễ xong rồi nó lên này, kỳ ươm tự nhiên này thì... Đấy cái củ kia nó còn to hơn thân mẹ chưa. Đấy kỳ ươm tự nhiên nhá, không có cái gọi là phải là thế nọ thế kia. Đây ăn nắng trực tiếp này, đây là ăn nắng trực tiếp nhá, trên này làm gì có lưới che mái đâu. Nó từ cái mép tay em chỉ này giật vào 70 phân là không có lưới che, vào tít trong này mới có lưới che này. Đấy đấy mọi người hình dung ra chưa. Còn đây mọi người nhìn những cái kỳ này, nó lên nó sẽ chậm hơn so với những cái cây mà nó không được ăn nắng nhiều, nhưng mà lớn đến đâu ấy thì nó to ăn đấy. Đây mọi người nhìn nó to, nó phả như này. Đấy. Còn đâu là nếu như mà một số giáo sư bảo là mình phải chế ngự được thời tiết để chăm lan ấy, thì những giáo sư đấy nó rất là tài. Nó tài như vậy thì nó không phải ở nhà chăm cây lan đâu. Tất cả các cái nhà nông nghiệp người ta đã mời nó đến để làm rồi. Nên là không có cách gì để chế ngự thời tiết để chăm lan đâu. Đấy, nó lên video nó bảo có ăn có học, nó bây giờ mình phải chế ngự thời tiết để chăm lan toàn tào lao. Em chăm lan thì ví dụ phân bón ấy thì em cứ dựa vào thời tiết, hôm là mát rồi, ví dụ hôm nay này, đây bây giờ là đang rất là mát này, là em có thể đi bón phân cá này hoặc là bón gửi nha đam này. Đấy, còn đâu là tưới vào buổi chiều hay buổi tối hay là buổi sáng thì nó tùy vào mọi người có thời gian lúc nào mình tưới vào lúc đấy.
Em ấy thì hôm thì em tưới buổi chiều, hôm em tưới buổi sáng. Nên các bác để ý ở trên Facebook em, bác nào kết bạn Facebook của em thì biết, thì hầu như là buổi sáng ấy, đợt này trẻ con nhà em nó nghỉ rồi, thì buổi sáng em có thời gian hơn là em đi tưới ở buổi sáng. Còn buổi chiều ấy thì em tưới lướt phớt này thôi, gọi tưới qua để cho nó mát dàn, mình lên mình ngồi cho nó thoải mái. Còn chủ yếu em vẫn tưới ở buổi sáng, tại vì tưới buổi sáng ấy thì cái cây của mình nó hấp thu được nhiều dinh dưỡng hơn. Đấy, nó quang hợp được nhiều hơn thì nó sẽ hấp thu được nhiều hơn. Buổi tối các bác mà tưới được một lúc thì nó tối rồi, nó cây nó cần nắng để nó quang hợp. Quang hợp thì nó mới lấy được dinh dưỡng chứ. Thì là buổi tối nó không có nắng. Không có nắng thì các bác tưới vào nó cũng gọi là có hấp thu, nhưng mà phải đợi đến sáng mai. Mà trong cái quãng thời gian sáng mai hấp thu thì nó chỉ được một tí đi thôi. Đấy, nên mình tưới buổi sáng được thì là tốt nhất, còn buổi chiều ấy thì nó gọi là được tí tí, còn buổi tối ấy thì gần như là cây nó không có hấp thu được nhiều. Đấy là cái mà em muốn chia sẻ mọi người cùng tham khảo. Đây mọi người nhìn những cái cây su đa bắc nó được ăn nắng này, lá nó to lắm. Đây bản lá từ đây sang đây nó phải 3.8 cm ấy, chứ không đùa đâu, em nói thật mọi người, nó phải tầm 3.8 cm. Tại hôm qua em đo cái lá nhạn bé bé ở kia được 3.8 cm thì cái lá này phải 3.8 cm. Đấy, su đa bắc đấy. Để mai dỗi dỗi em cầm cái thước em đo cho các bác xem. Rồi, em là sĩ Hải Phòng nha. Chúc cô chú anh chị có buổi tối vui vẻ. Hẹn mọi người video lần sau.